cái mấy cái học cái này dần dần biết cái chu trình độ là cái đường khí bên trong cơ thể mình, phải hiểu biết cái đường khí của cơ thể mình, nên là nói sơ sơ được biết đường khí của cơ thể mình nó này, không từ trên đây nè, từ trên xuống đây là cái gọi là trung năng điện, ta gọi là chữ trung năng, huỳnh đình là trung năng điện, chữ huỳnh đình. Còn hạ năng điện này là số 6, nó có 6 con số, 1 2 3 4 5 6 số là phải nắm chặt trước khi vào cái này. 6 số là ba cái quan 1 2 3. Và bên trong trong nó có cái đường ngầm 4 5 6. Cái này là đường ở ngoài, tức là cái này số quan thứ hai là ngay cái giữa cái lưng mình. Đó, nó có bốn cái khí tiết rồi giữa cái ngay cái cổ mình cũng có bốn cái khí tiết. Rồi cái phía vĩ lưng là cái cục tròn tròn này nè. Đó là cái xương cùng này. Cái xương cùng này là cái nơi giống như là nó chọt cái nó điều khiển. Nó chọt một cái là nó có cái đường khí này nó đi ngầm ngầm nó đi lên tới cổ luôn. Nó lên tới ngực chậm luôn. Thấy không? Mà nó đi qua cái trung quạch giữa hai cái thận. Nó đi giữa thận nó đi xuống như này, đó là một đường ngầm của nó. Một cái đường thứ hai là nó đi nè, đi xuống dũng tiền và phế đi vĩ lực, thành ra lúc ngồi thiền tại sao nó phải xếp cái xương cùng nó nằm ngay thẳng đường với cái dũng tiền và xúc tâm lý huyệt, thấy không? Ngồi thấy không, cái bàn chân cho nó nằm trên này, cái ngửa lên là cái dũng tiền nó nằm đây rồi, mà cái này thật dũng tiền nó nằm đây, khi tao kê cái mông nó lên á thì cái này nó đi xuống đây, xuống đây thành một cái đường để nối cái này. Bởi vì cái tại sao ngồi kiết già nó thuận cho luyện khí là vậy. Cái liền còn ngồi theo Phật giáo cũng theo thiên cũng vậy luôn, ngồi theo kiểu mà bên của Nhật Bản này cũng ngửa dũng tuyền lại, nó ngửa dũng tuyền, cái này cũng ngửa ngửa phía trước nó ngửa phía sau, rồi nó phải tập trung ý nó vô cái này rồi nó phải lên đây, nó luôn cũng giống nhau, cái kem tức là nó luôn cái vĩ lư tạm tiết xương cùng là một cái đường này là cái hữu hình mình thấy á, còn đường trong này vậy. Thì cái đường trong này nè, cái vĩ lư này nó điều khiển cái nội khí thận, tức là kìm hãm tình dục á. Còn từ trên này, từ trên ngực nó có ghi rõ này. Nè, từ cái cổ mình xuống này nó 10 thập nhị trung lâu, nó vẽ 12 cái này, vẽ chuột thiếu là 12 cái thập nhị trung lâu rồi, thấy không? Xuống nó xuống cái phổi rồi xuống tới cái quả tim, cái quả tim, nhưng mà quả tim nè đây tôi có vẽ nè, được không? Thì trước xuống quả tim ở trên tim nó có cái cục xương, nên mình rời đây đó, mà rồi mình ấn không không đụng cái tim, nó có cái cục gì nó che cái tim lại, cái cục xương đó. Nó gọi là cụ vĩ hay nó gọi là không ấn ấn ra có cái cục gì nó cứng cứng nó nằm phía trước cái lỗ hổm mình đó, rồi đúng ngon cái cục á, cục nó gọi là cụ vĩ. Thì cụ vĩ nó che cái tim, nó che cái tim xuống xuống nó là giáng cung, mà giáng cung từ cái giáng cung nó có một cái huyệt nó xuống nó ba tấc sau thì ra ra một cái điểm, cái khu đó gọi là khu trung năng điện. Thì cái khu trung điện nó có khúc chỗ này là một tấc nè, một tấc hai, một tấc hai là năng điện trung, xong một ba tấc nữa, ba tấc sáu nữa thì nó xuống tới cái rúng xuống một tấc hai nữa, một tấc ba nữa là ra cái hạ năng điện đó. Nó có cái quy định, nó thấy nó đo ngày xưa nó đo, mà cái rúng này nó dính tới bộ phận sinh dục là cái dương cụ, mà cái bộ phận sinh dục cái rúng này nó cái nơi nó gọi là yến nguyệt lô, nó giống cái mặt trăng, cái rúng nó giống như cái mặt trăng này. Bây giờ mình có từ xa thấy nó như mặt trăng nha, cái rúng này cái cong cong đấy chỗ này nha, nó cong cong như gọi là yến nguyệt lô, nó giống mặt trăng, mà nơi này á xoa xoa nó dính tới tình dục, thành ra đó, mình có lúc giao hợp người ta hay đụng cái chỗ này là nó kích thích nhất, nữ cũng vậy nam cũng vậy, đụng chỗ này là nó từ đây trở xuống bắt đầu nó dính tới tình dục, mà cái này dính đến dương cụ là nơi nó thoát tinh, nó gọi là thân lậu, tức là thủ dâm á, là thân lậu. Còn tối ngủ mà thấy giao hợp với gì đó gọi là thần lậu, là nó tiết cái tinh khí mà ra ngoài. Thì chỗ cái rúng này là cái quan trọng, mình ngủ mà không giữ ấm cái này là coi chừng, thì đang ngủ có tiên nó ngủ hay che tay nó vô đúng rồi, cái đó âm khí vô bắt đầu là thoát tình dục đó.
mà cái lỗ cái này nó dính tới 6 con mắt, hai con mắt cái lỗ rúng, hai con mắt là thấy được tình dục, thấy cái bậy, hai lỗ tai nghe bậy, cái miệng là cái giác, cái môi mình là cái vị giác, và cái thân tức là cái tay sờ mó, sáu cái đó kích thích vô cái não mình, đẩy vô cái dương cụ mình xuất tinh ra, là chỗ này nó cái rúng nó liên lạc với chín bảy khiếu, rồi trên bảy khiếu xuống cái trước khi nó vô cái hạ năng điềm nó có chín cái cám dỗ, chín cái bảy bà gọi địa ngục rồi, toàn số bảy chơi chơi thấy bảy gì hết này, chơi nghĩ cái bảy bà chơi sao làm sao cho người nó sướng, là nó chín cái sướng luôn này là, thì trước khi mà phải thắng mấy cái này tôi mới vô hạ năng điện nữa. Thành ra cái nguyên tắc là nó đi vậy, thì vô đang hạ năng điện ở đây nó có cái có một cái góc, có một cái huyệt đặc biệt, nó liên lạc tới hai cái thọ thận, nội thận tức là bên trong. Bởi vậy muốn điều khiển nội thận mà thắng tình dục phải qua chín cái cửa ải, vượt qua cái này, cho đó phải khóa bảy khiếu, khóa chín ham muốn, lúc đó phải suy nghĩ chặn đứng hết chín cái ham muốn, thì lúc đó khí nó mới về tăng điện. Cái này luyện tinh hóa khí để cho cái tinh nó không xuất ra, thì thắng được cái rúng là thì cái dương cụ nó không cục cửa, dương cụ không cục cửa thì chính cái suy nghĩ bậy nó không xuất ra, thì lúc đó cái ý nó mới tới tăng điện được, ý tăng điện nó mới móc vô được tinh thần, cả cụ thận, hai cái thận ở ngoài, còn cái đường của vĩ lưu nó đi ở giữa, còn cái này đi ngoài thì hai thận này nó mới điều khiển thằng này. Nó đem hai thằng này, hai thằng này nó mới gọi là cái gốc của tinh trùng mình, nó không cho tạo ra, thì lúc đó không tạo ra thì lúc đó cái ham muốn mất. Cái đó là ý đó, khi học về giữ tinh để luyện khí đó là phải biết cái đường này. Thì cái đường mà đường thế nó đi qua cái cổ, qua cái phế khiếu, qua phế khiếu hầu có 12 đốt xương yết, sau hầu có xương sụn mềm yết có hầu, hầu là xương cổ nơi vào lòng cũng nội ngoại khí, cái xương cổ nó gọi thập nhị trùng lâu, 12 cái xương cổ để dẫn không khí vào phổi, thấy không? 12 cái thập nhị trùng nó dẫn không khí vào phổi, còn cái yết là nằm phía sau để nó nuốt đồ ăn. Thì cái đường 12 cổ đó, cái khí công nó luyện sang cái đường xương cổ này nó vô phế, từ phế nó tính xuống là ba tấc là nó tới cái trung năng điện, điện một tấc hai, cái này khu này là khu trung năng điện. Ba tấc hai, khu này khu hạ nơi điện ba tấc hai, đây một tấc hai, ở giữa nó một tấc hai, tức là ba tấc sáu, một tấc hai, cộng lại là tám tấc tư, xuống đây nó có thằng này nữa là một, là ba thốn mình ra thành hạ năng điện, nghe cho đúng xuống, đó là những cái đó luôn. Khi tập dịch kinh thức 10 nó làm ba cái thằng này nối nhau nè, cái thằng số 6 nè, thằng trung năng điện trung, thằng hạ năng điện nhớ thằng cổ nối nhau, đó là cái ý trong luyện cái gì để coi nổ kinh đồ. Bây giờ trong cái thức này nó luyện cái gì, cái đó là đường khí bên trong của thức thứ 10, phải nắm cho vững. Thức thứ 10 thì đây, thức thứ 10 nó chính là kinh tam tiêu. Tam tiêu của trong khí công nó khác cái tam tiêu của đông y. Tam tiêu là hạ tiêu, là cái chỗ nuốt, tức là chỗ cái cuốn mà vô cái đầu vô cái bao tử đó, nó khóa vô, nó có một chiều vô nó khóa lại, cái đó là hạ tiêu. Trung tiêu là cái bao tử, còn hạ trung tiêu là cái bao tử, thượng tiêu là cái đầu vô của bao tử, còn hạ tiêu là cái đầu ra của cái ruột già. Thì cái ruột non, cái này cái ruột cái bao tử mình nó ra, cái ruột non là nó khóa cái là chỗ đó nó gọi là hạ tiêu. Tức là nó lấy cái tam tiêu mà trong đông y là cái đầu trên vô một chiều, tức là vô có một chiều, ở dưới này ra có một chiều mà không đi ngược, ở dưới bao tử thì nó ra là gọi là hạ tiêu, còn ở trên nó vô có một chiều nó không cho ra, không có được thói ra, thì là cái trên nó hạ tiêu, còn bao tử là nơi chứa. Thì khu này nó gọi là trong đông y, còn khí trong mình á, tam tiêu là cái khu nóng của cái đầu, thượng tiêu là cái năng lượng của cái khu này, năng lượng của cái ngực cái đầu luôn luôn nóng 37 độ, cái ngực 37 độ, hạ tiêu 37 độ, cái này là cái khu nóng trong khí công. Muốn luyện khu nóng này là phải dính tới cái cổ với cái đầu, muốn đầu nóng thì thông cái cổ, thập nhị trùng lâu, máu nó lên nóng đây,
thành ra phải tắm cái cổ, cũng muốn giữ cái ngực tan hết những cái nhức mỏi xung quanh ngực thì tim nó mới khỏe, thì phải luyện cái ngực, ngực trung trung tiêu, hạ tiêu được khu bụng. Nếu mà cái nhiệt độ này thay đổi, mình sợ lạnh, ăn uống không ngon dễ chảy cái đồ, còn này lạnh là bị lạnh phổi, lạnh độ bị khu này cái là nhiệt độ chút đó. Thì ba cái này là cái khu bên ngoài, còn cái khu năng lượng bên ngoài. Hồi nãy cái ba cái kia là cái vật chất của cái bao tử, còn cái khu năng lượng ngực, ba khu năng lượng này dính cái nội tiết độ là dính tới ba cái đăng điện thượng, đăng điện trung, đăng điện này là nó có ba tất ba tất á. Thì bởi vì khi tập cái này nó dính tới phải có uống cỏ, nè thấy rồi cái thích là một, thứ hai là phải uống cái thắt lưng, phải uống xuống đó. Rồi vậy băng được, thấy không? Có băng được rồi nó chụp như con mèo, rồi khi nó chống xuống ưỡn hết ra như con chì đà, giống con thằng làm tin tưởng đó. Thì nó ưỡn tức là làm cái đường cong cổ, cái đường cong lưng này, cái cong tức là ba cái cột sống, ba cái đăng điện nó có một đường dòng nó đi lên cái tập. Thì ba cái đường dòng cái đó là về khí, còn cái tay là cái khí dẫn để làm hung nóng cái đường kinh, phải dùng cái cân dịch cân. Cái đó nói về nội khí thôi, còn muốn cho cái nội khí, cái đường nội khí nó xuất hiện là phải luyện gân, gân là tức là ngón út. Vậy khi tập mình thấy chống xuống đất nó chống hai ngón, như trong hình vẽ trong lưu vực tập mình thấy chống vậy, tại người ta còn yếu, người mạnh nó chống vậy thôi, tại nó chịu bằng hai cái gố thì nó nhẹ lắm. Khí nó mới đi ra đây nè, đi theo cái đường khí âm nó đi trên lưng, trên lưng lưng bằng tay nó truyền ra, cũng không khuất mặt lên tới đầu. Thì lát thuốc nữa nó cứ căng cái mà nặng, căng cái cổ, căng cái đường gân này. Còn cái tay rồi nó bấm như đó, nghe không? Nó căng theo cái đường này, nó căng bấm hai cái này, nó căng 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 này, bây giờ đó là nắm được cái gân. Thì cái này nó cái khí nó sẽ đi mở khí, tức là mở cái điểm khí là quang xung. Quang xung cái này là huyệt tịch, huyệt của kinh huyệt, thấy không? Cái dấu tròn này mới coi sẽ hiểu những cái dấu mà đặt là huyệt du huyệt gì, từ từ tính sao, nhưng cái huyệt nó huyệt của quang xung, nó đi kết thúc cuối cùng nó tới 23 là túc không, là cuối cùng tiêu túc không là nó tới cái điểm dưới chân mắt, và cái khu đồng tử liêu huyền liêu là mấy khu này, tức là khí của cái bàn tay lắc hồn nó tụ ở gần khu mắt, cái cuối cùng chấm dứt của nó mà cái thể đầu người ta đó. Bây giờ coi cái cách tập kìa, cái đó mình coi cái sơ đồ mình hiểu vậy thôi, còn lúc mở ra phải coi tất cả coi cái tập thực hành mỗi ngày, cứ thêm cái lý thuyết rồi dần dần cái nữa mình coi đó mình mới hiểu, rồi coi sơ đồ mới hiểu. Cấp này nó gồm huyền xương trước, khi trước khi tập phải thả lỏng hơi thở đều. Rồi khi quay qua quán giống thức thứ năm quay bằng chuyện đó, rồi chéo lại, còn cái này là làm cho đi giãn gân cơ ra thôi, đó tắt nữa, cái này kéo luôn. Bây giờ bắt đầu tập nè, vơ giống vơ ngược, cú xuống nè, hai cái ngón cái họ nắm giống lôi tập thẳng như đó, lôi theo cái đường chân của mình, nắm chặt kéo này. Đó đúng là hít vô, đó là căng lên, thở đều. Được một cái thứ hai. Cái này cũng hít đi. Đang căng nhỉ. Cái thở ra cho nó thông cái đường ngực. Xong thứ ba. Lúc hít là nhắm mắt nha, lúc hít thở nha là nhắm mắt. Vò này, bắt cái vò này, kéo là ông cái lưng lên. Ví dụ cái cổ cái này nó làm cái cổ gần một cái, còn cái thức thứ hai là băng cái ngực một cái, thức thứ nhất là cung lưng cong lên cong xuống, còn cái ngực là băng ra băng vô, còn cái cổ này, đó là thức thứ ba. Nói lại nhé, tôi làm lại nữa, cong lưng, cái đó về vật chất, băng ngực, giận cổ,
xong chồng xuống nối liền ba cái điện công là dơ cái chân lên vậy, cong lưng, cong cổ, cong lưng thẳng ngực, cong cổ đứng vững hồi thật đẹp. Rồi bây giờ xả khí của cái đó là cũ xuống quét cái mai tiếp vô tạt ra tiếp vô thông cổ hít vô hạt trong bụng á, hít vô thở bằng mũi thông não hết. Đó là cái mục đích của tâm tiêu không đứng lên xoay vô giữa là đứng lên làm được chưa, một là thả xuống, hai là nhìn lưỡi để cong bình thường cho khí nó ra nó miệng cùng là xả tà khí của thức mười đó xong qua cái kinh bên phải cũng vậy tà nước kề hạ tiêu hít đều cho nó thông thông đạo được thẳng lên. Lần thứ hai thông đạo cũng được cúi xuống thấy thông đạo của cổ thập nhị trung lão xong nối liền tâm tiêu hạ tiêu trung tiêu thượng tiêu úp úp chân cong hết rồi cái gì thì thật đẹp. Giờ thả lỏng thở cổ em đẹp hạt hạ tiêu thượng tiêu hạt hạ tiêu trung tiêu hạt thượng tiêu rồi được đem thư giãn. Đây là nhân mặt, có khi là đốc mặt chứ xung mặt phù hợp. Đó, hết thức mà nó có bốn bằng ta cong lưng, cong ngực, giỡn cổ, hưởng ba cái lưng rồi khạc lúc là chữ A là là cái đầu đó là hết cả mặt đúng rồi. Đang tập cái động